cháu ấy, cho chú hỏi là cháu nào đang ngủ rất là say, ngủ rất là ngon mà không biết cái gì cả, giơ tay chú xem nào, cháu nào đang ngủ say. À, rất là nhiều cháu đang ngủ say đấy. Các cháu ngủ mà các cháu vẫn giơ tay được, giỏi thật. Rồi các cháu ngủ tiếp đi, không phải giơ tay được. Hello, xin chào tất cả bạn, chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của tôi. Thì hôm nay tôi sẽ thực hiện một clip đi nhà trẻ đấy, đi mầm non hay gọi khác đó chính là mẫu giáo. Thì là tôi sẽ trải nghiệm một cái cuộc sống mà lâu lắm rồi tôi không được trải nghiệm, đó chính là thử đi học mẫu giáo đấy, thì ôn lại tuổi thơ một tí. Thì ở đây là cái cô này đang học nhà trẻ này, lớp mấy tuổi em? Lớp mấy tuổi? Ngại. Lớp 5 tuổi đấy. Thì là bây giờ là tôi sẽ phải đi học cái lớp 5 tuổi để biết là học nhà trẻ nó thú vị như nào. Ok, và không linh tinh lên tuyến nữa, bây giờ là đi vào học thôi. Come on, let's go. Bueno,
chơi này vui phết các bạn ạ. À, rất là chóng mặt. Bây giờ đi chơi xích đu. Ủa ai? À, đông thế. Ngồi nào, các bạn ngồi xuống nào. Ngồi, 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 ngồi. Nào các bạn ngồi xuống nào, ngồi xuống bên kia nào. Nào ngồi xuống nào, ngồi xuống nào, ngồi hết xuống nào. Một số bạn đi sang kia chơi bên kia đi con, chủ cầu trượt kìa. Đi hết à? Rồi đi đây, chạy hết rồi. Đi sang chân cầu trượt. Đi con.
các bạn. Bây giờ ngủ trưa. Tôi là mấy năm nay là tôi không biết ngủ trưa là cái gì cả, nhưng mà hôm nay là vào đây là phải ngủ trưa. Đi ngủ các bạn, ngủ trưa. Tôi đang ngủ nhưng mà không ngủ được, bây giờ là phải ra đây đứng, bởi vì là tôi không ngủ trưa bao giờ cả nên không thể ngủ được đấy. Bây giờ thấy các cháu đang ngủ rất là ngon, cháu nào cũng nhắm mắt hít hết vào rồi, nói chung là ngủ không biết cái gì luôn, chắc chắn là như vậy rồi. Bây giờ tôi hỏi một câu là kiểu gì cũng có một vài cháu dính trưởng. Các cháu ấy, cho chú hỏi là cháu nào đang ngủ rất là say, ngủ rất là ngon mà không biết cái gì cả, giơ tay chú xem nào, cháu nào đang ngủ say. À, rất là nhiều cháu đang ngủ say đấy. Các cháu ngủ mà các cháu vẫn giơ tay được, giỏi thật. Rồi, các cháu ngủ tiếp đi, không phải giơ tay được. Ok, tôi vừa mới kết thúc một cái trải nghiệm ở trường mầm non mẫu giáo nhà trẻ đó. Thì là có ba cái từ để các bạn có thể nhận biết được, đó chính là nhà trẻ, mầm non, mẫu giáo đó. Thì là đây là một cái trường dạy học những cái em mà có độ tuổi từ 3 cho đến 5 tuổi, kiểu như thế. Thì là tôi đã có một cái trải nghiệm rất là thú vị ở ngôi trường mầm non này. Và bây giờ các cháu ngủ hết rồi, tôi cũng không còn gì có thể trải nghiệm được, bởi vì là tất cả những cái mà tôi trải nghiệm được thì đã trải nghiệm hết từ sáng đến giờ rồi, và tôi cảm thấy một thứ rất là thú vị. Ok, và không có gì để chia sẻ cả, hy vọng tất cả bạn xem clip của tôi hãy ủng hộ bằng cách là like, subscribe, chia sẻ và nhớ đăng ký kênh tôi nhé. Bye bye anh em.